Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của anh Nên để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một số mai đây. Quá số mai luôn ha. Đó, thì trong quá trình xem quý vị ưng ý mã số nào cứ alo trực tiếp cho anh Nên ha. Để số lượng cây thì còn nhiều nhưng quý vị có giao lưu với số lượng lớn ha. Hết clip hay gì đó ha, có giá cực kỳ là yêu thương cho quý vị luôn. Đó, mai là đế rất là đẹp ha. Quá sáng mai luôn. Rồi, xin chào thầy, xin dạ chào cô chú anh chị mình tên toàn quốc nữa nha. Hôm nay cũng tiếp tục về nó tiếp theo ha cô chú anh chị. Lô mai giảo hạt Thủ Đức ha. Hình thức của em vẫn là bao sống bao ship cho cô chú anh chị mình luôn cô chú anh chị mình ơi. Rồi, nó tiếp theo thì cây mã số 41 nha cô chú anh chị. Rồi, đầu clip hôm nay là mã số 41. Cho nó khỏi trùng clip của chú anh chị ha. Rồi, chiều cao của em nói đây 55 cô chú anh chị. Đây 23 hoành ha. 3. Cái cũ này bự lắm của chú anh chị nha. Cái cũ đó nè. Qua sức cái cũ của chú anh chị, tròn do luôn. Cái chữ O luôn ha. Rồi, mã 41 này em giao lưu 550 của chú anh chị. Rồi, 550. Rồi, mã 42. Cao 50 nè của chú anh chị. Cây lên xù bạc ngàn luôn. Rồi, hoành 24 hoành. Đó, này cũ đế rất đẹp nha của chú anh chị ơi. Đây, cũ đế đây. Nè, nó chảy luôn ha cô chú anh chị. Đó, nguyên cái bạch xù nó chảy nè, liền hết cô chú anh chị nha. Rồi, mã 42 600 cô chú anh chị. Rồi, 600. Rồi, mã 43 ha cô chú anh chị. 43 này lắc lượng nè. Cao 40. Hoành 25 hoành ha. Rồi, 25 hoành. Đó, tay cành chia đều luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cũ đế luôn. Đây là ao ha. Rồi, luôn như đây. Rồi, mã 43 này 750 của chú anh chị. Rồi, 750. Rồi, mã 44. 4 đây. Cao 45. Hoành đây 21 hoành ha. Rồi, 21 hoành, tay cành đẹp quá nè. Đó, tay cành cũng chia đều luôn. Rồi, giá 450 của chú anh chị. Cho em dòng đế nữa nha. Rồi, tới mã 45. Rồi, 45 đây. Cao 25. Hoành 18 ha. Đó, lắc lượng cụ đế rất đẹp nha. Rồi, giá luôn như đó. Rồi, giá 400 của chú anh chị. Rồi, xuống cây, 400. Rồi, tới mã 46. Cao 39. Hoành 18. Rồi, 18 hoành. Để luôn rồi quý vị. Rồi, mã 46 này em giao lưu 350 ha. Kẹo 350 quý vị ơi. Rồi tới mã 47. Đây đây. Cao 25. Hoành đây 20. Rồi, 20 hoành. Để viền 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 ha cô chú anh chị. Nó đầu co lắc rất khéo ha. Rồi, mã 47 500 của chú anh chị. Rồi, nó đế quái nha cô chú anh chị. 500. Rồi, mã 48. Cao 39 ha. Hoành đây 26 hoành. Rồi, hoành 26. Đó, về cái đuôi này không được cắt bỏ luôn ha cô chú anh chị. Không được ha. Để nè ha, cắt xác vô làm đuôi cho nó đẹp đẹp. Trên lưng nó đang chạy xù nha cô chú anh chị. Rồi, giao lưu như đây. Rồi, 48 là 500 cô chú anh chị. Rồi, 500. Rồi, mã 49. Cao 19. Hoành đây 15. Rồi, để đây. Đây đợi ao luôn ha. Đó. Giá 200 của chú anh chị. 200. Rồi, xuống cây. Rồi, tới mã 50. Cao 45. Hoành 22 hoành. Đó, cụ đế nè, đẹp lắm của chú anh chị nha. Rồi, cụ đế. Cụ đế luôn của chú anh chị. Đây cũng đã ao trơn ha. Thân nó đang lục cục ha. Rồi, giá 400 của chú anh chị. Rồi, 400. Rồi, mã 51 búp măng ha. Cao 20. Hoành đây 19 ha. 19 mà cũ nè cô chú anh chị, nhìn rất đẹp ha. Lùng lực nhìn cây rất là duyên cây lắm cô chú anh chị. Đó. Mã 51 này em giao lưu 500 cô chú anh chị. Rồi, 500. Rồi, mã 52. Cao 49. Hoành đây 21 hoành. Cây rất duyên ha. Nào đế khỏi phải bàn cô chú anh chị. Quá sức cái nào đế nè cô chú anh chị. Đây rất đẹp nha. Rồi, giao lưu như anh. Rồi, cây mã 52 này 600 của chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn. 53.
cao 29, hoành này 20 ha. Rồi, để luôn. Rồi, mã 53 này 550.000 ha. Rồi, 550.000 luôn. Rồi, mã 54, cao 26, hoành đây 24 hoành. Rồi, 24 cây lùng lực luôn. Lùng lực bắp măng rất nhìn rất là gọn cây nha cô chú chị. Cây nhìn rất đẹp ha. Rồi, giá 550.000 luôn cô chú chị. 550.000. Mã 55, cao 39, hoành đây 23 hoành. Rồi, 23 hoành. Đó. Này bà ngoại bà ginh cái cây vậy mà bà ginh nổi luôn ta. Rồi mã 55 400 của chú anh chị ơi. 400 mà để. Qua wow, sẽ đế. Qua sẽ đế ha. Rồi, bà ngoại mới ginh cây này lên, cây này quá trời nó u nặng ha cô chú anh chị. Rồi, cây mã 56 nha. Cao 99. Cây này độ dài lắm cô chú anh chị. Hoành đây 32 ha. Nhìn cái độ già của cây ha cô chú chị, u nặng ha. Nó lên tới trên luôn cô chú anh chị, những cái mắt của mấy cái tay cành nè, nó lên u nặng ha. Rồi, xuống đế đây quý vị. Đế nè. Quá sức ha. Rồi cây 56 năm giờ luôn 1,5 triệu cô chú anh chị. Rồi, 1,5 triệu quý vị. Rồi, cái mã 57 ha. Cặp chơi cặp nè, đẹp luôn cô chú anh chị. Đây cũng 99 ha. Đó, cặp này nó đồng nhau của chú anh chị ơi. Đây, hoành đây 30 đi. Tới 31 nè, tính 30 đi ha. Đây đặt ở trên ha. Chơi này đế thì đẹp hơn chút ha. Đó mà không có giờ không có nu cái thân bằng nãy ha. Cái cành đều nữa nè. Chơi này thì đế đẹp. Cái cành đều. Rồi 57 này em giao lưu cũng 1,5 triệu của chú anh chị ơi. Rồi, này chơi cặp là ok luôn cô chú anh chị. Rồi, ok luôn ha. Cái mã 58 nha. Hoành 27 ha. Cao 60. Cành đặt kẹo luôn. Đó, cây này tay cành đẹp nè. Nó lên cái mình nè cô chú anh chị, như qua giang luôn ha. Đó, cái củ đế thôi, khỏi phải chê luôn cô chú anh chị. Cây này quá đẹp luôn, tay cành đẹp mà củ đế đẹp luôn ha. Giá luôn nhiêu anh? Rồi, giá 7,5 triệu cô chú anh chị. Rồi, 7,5 triệu. Cái mã 59 nha. Cao 25. Này tựa như thú nằm ha cô chú anh chị. Hoành đây 24 ha. À, như con thú nằm ha. Có hai cái chân hai bên ha. Đó, chú anh chị nhìn kỹ ha. Quái quái cô chú anh chị. Về cắt ngang đây luôn cô chú anh chị. Ông cơ rồi cắt ngang đây ha. Làm con thú luôn. Rồi giá 450 cô chú anh chị. Rồi. Rồi, mã 60. Rồi, 60 đây. Cao 39. Hoành 17 ha. Rồi, đế đây quý vị. Cụ đế cũng rất đẹp nè. Rồi, giá 3,5 triệu của chú anh chị ơi. Rồi, 3,5 triệu ha. Rồi, tới mã 61. Cao 30. Hoành 23 hoành. Rồi, cây này thì khỏi tưởng cục đế của chú anh chị ơi. Cục đế nè. Đế này vô cái chậu tới đây ha của chú anh chị. Đó, nhìn nguyên cái cục nhìn đá lắm cô chú anh chị. Nhìn lên bích cái chậu luôn ha. Đó, nhìn cục đế ok luôn ha. Để xuống đặt ở trên ha. Rồi mã 61 này em giao lưu 7,5 triệu nha cô chú anh chị. Rồi 750. Rồi mã 62 nè. Chiều cao 49 ha. Hoành đây 29 cô chú anh chị. Rồi xây xây luôn. Đó, cái này quá sức cái nào đế ha. Giống con gì nằm nữa cô chú anh chị ha. Nó quái quái cô chú anh chị. Có cái cọng này thì em cắt về cho nó ra lại nha cô chú anh chị. Cọng này nó chổi nó nhìn xấu lắm ha. Đó. Rồi 62 này 800 cô chú anh chị. Tay cành khá đẹp luôn nha. 800 ha. 800. Rồi qua cái mới luôn. Mã 63. Cao 30. Hoành 23 cô chú anh chị. Đó đoạn lắc nè. Đó những cây nè. Vô như kia bài luôn ha cô chú anh chị. Đó, tay cành chia đều luôn ha. Cành lót về cành một luôn cô chú anh chị. Rồi, giá luôn rồi, 550 cô chú anh chị. Rồi, 550 ha. Rồi, mã 64, quái tự nhìn thú ha. Này bay nó lạ lắm cô chú anh chị ha. Rồi, cao này lấy 50 cô chú anh chị.
hoành 21 hoành ha. Rồi. Này lên những cục xù luôn của chú anh chị. Lên chải xù luôn ha. Đó, tựa như con thú nằm luôn của chú anh chị nha. Đó cô chú nè, lên xù nách luôn ha nè. Đó, cái để mà lên nè cô chú anh chị. Đó, cây này nhìn rất quái nha. Đó, cành đổ luôn cô chú anh chị ha. Bài mà có cành đổ luôn ha. Đó. Nách thì lên xù hết luôn của chú anh chị. Rồi cây này 64 em dâu lô 750 của chú anh chị. Rồi 750. Rồi mã 65. Cao 28. Hoành đây 23 ha, cũng lên đây cũng nguyên cục bú xù nè cô chú anh chị. Đó. Quấn ngay cục xù rồi ha. Cục đế này khỏi phải bàn luôn. Qua wow, sắc đẹp của chú anh chị. Rồi mã 65 này 500 của chú anh chị. Rồi 500 của chị. Rồi mã 66 nè. Cái cây này mà vô chậu thì thôi. Đẹp lắm của chú anh chị. Chiều cao là 49 nha. Cụ đế giống vậy vô chậu im đúng không chú anh chị. Hoành 27 ha. Đó cô chú anh chị mừng tượng ha. Lên lên chất trồng tới đây ha. Đó nhìn cái cây nó phê cây lắm cô chú anh chị. À, thân nó bể hết nha cô chú anh chị. Đó, thân nó bể xù hết luôn ha. Lên nách hết luôn. Cây rất là duyên cây nè. Một cây trực mà nguyên cái cụ đế ha. Rồi giá chỉ có 1,2 triệu thôi cô chú anh chị. Đó, bắp mang rất đẹp luôn. Rồi, 1,2 triệu. Rồi, tới mã 67. Rồi, 67 đây rồi quý vị. Cao 70. Hoành 18 ha. Tài cành đẹp nè. Rồi, xuống đế luôn. Cụ đế này quái nha cô chú anh chị. Rồi, mã 67 này 400 cô chú anh chị. Rồi, 400. Rồi, tới mã 68. Rồi, 68 đây. Cao 35. Hoành đây 19 ha. Duyên dáng cây hả cô chú anh chị. Rồi giá lưu nhiêu anh? Rồi giá 400. Rồi 400. Rồi tới 69. Cao 45. Hoành đây 18 nha. Này mắc trúc ha. Trúc nè. Quái hả cô chú anh chị. Phụ phụ ngẩn ngẩn trong mình ha. Đó. Giá 250 cô chú anh chị. Để anh cái. 250.000 ha. Rồi, rồi cây luôn. Lùng lực nè. 70. Cao 26. Hoành 15. Đó, cây này với cây nãy chơi cặp cô chú tông cao tông thấp ha. Cây này thì tông thấp duyên dáng cây nè. Rồi giá 200 của chú anh chị. Rồi, xuống cây luôn, 200. Rồi, tới mã 71. Cao 99. Hoành 23 hoành. Rồi, hoành 23. Tài cành đều rang. Tài cành đều băng luôn rồi chú chị. Để cũng đẹp luôn. Về trồng cho nó dựng cái cây chút nha cô chú anh chị. Dựng cái cây lại cho nó ngay chút ha. Nè. Đứng lên đó, nha. Đứng lên vậy nè. Ok ha. Đó, đứng lên vậy thì cái mấy cái đế này nó ghìm xuống ha cô chú anh chị. Đó. Làm hơi nghiêng qua ha. Đều ha. Rồi giá 550 cô chú anh chị. Rồi, 550 ha. Tới mã 73, ý 72. Cao 40. Hoành 20 của chú anh chị. Họ đen nơm ha. Cây này nguyên khối bên đen nơm rất đẹp nha cô chú anh chị. Đây, khối đế nó đây của vậy. Chất viên ha, bên đây nè. Đó, cộng cộng nó đang gà bự cô chú anh chị lại ha. Cây viên dáng nè. Rồi 72 là 500 luôn cô chú anh chị. Rồi, 500 luôn. Rồi, mã 73. Cao 90. Hoành đây 28 của chú anh chị. Tài cành đặt hết trơn luôn ha. Đó, tài cành đẹp luôn nè. Trên lưng có lên cục gờ xù ha. Một cục luôn. Nó chảy ha cô chú anh chị. Ở nó đoạn già ha nè. Chú anh chị nhìn cái chỗ này nè. Như nó kéo chảy luôn cô chú anh chị. Rồi giá 650 của chú anh chị. Rồi 650. Rồi mã 74. Cao 1 mét. Cây này lớn lớn ha. Hoành đây 32 cô chú anh chị. Rồi 32 hoành luôn rồi quý vị ơi. Tài cành nè. Tài cành quá đẹp luôn cô chú anh chị. Đó, em thúc tài cành bên của em là thúc tài cành gần gần ha cô chú anh chị. Ăn về mình lấy ra cho nó lẹ đều ha. Đó. Chứ dài quá mình lấy mình hai ba cơi cái nó bung quá ha. Này nó ra chừng 4 cơi cái là ok thằng do luôn cô chú anh chị nha. Rồi. Đế đây. Đế nè cô chú anh chị. Đó, chân cắn đầy đủ nha. Mặt nào cũng có đế hết nha cô chú anh chị.
Rồi giá 850 của chú anh chị ơi. 850 ha. Ba mươi mấy hoành luôn ha. Rồi tới mã 75. Cao 50. Hoành 25 hoành ha. Này đế quá sức ha người chú anh chị. Này về lô mai này đế quá đẹp nè. Đẹp quá xa đen ha. Mã 75 này em giao lưu 550 của chú anh chị. Rồi 550 cho mã số 75. Rồi tới mã 76. 76 luôn. Cao 60. Hoành đây 23 hoành ha. Rồi hoành 23. Để nguyên khối luôn ha. Đó ao. Rồi mã 76 550 của chú chị. Rồi 550. Rồi mã 77. Cao 69. Hoành 25 hoành. Rồi ta cần đặt kẹo ha. Đó. Cây dắt viên cây nè, cây trật ngang cho anh chị. Trật tay cạnh đặt. Cụ đế nè. Rồi giá 600 của chú anh chị ơi. Rồi 600. Rồi tới mã 78 ha. Cây này cũng dắt viên nè, đồng lực nha. Cao 60. Hoành đây 29 hoành của chú anh chị ơi. Đó, mình gân ha. Cụ đế nó quá xá cô chú anh chị. Cây này vô cái chậu đẹp lắm cô chú anh chị. Để nó quấu vô nữa ha. Rất là duyên cây. Rồi, rồi 1 triệu 2 cô chú anh chị. Rồi, rồi. Cây mới luôn. 79. Cao 30. Hoành 15 cô chú anh chị. Rồi mã 79 này 200 của chú anh chị. Rồi 200 của chị. Rồi mã 80. Cuối clip ha. Chiều cao 39 ha. Hoành 24 hoành. Rồi 24 hoành. Rồi mình cây này mắc trúc ha chú anh chị. Mình mắc trúc nè. Ẩn vậy đó. Ẩn ẩn ha. Để thì cũng quái nha cô chú anh chị. Để nơm sổ nha. Rồi mã 80 này em giao lưu 550 của chú anh chị. 550 ha. Rồi cô clip em cũng chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều ha. Em cũng mong cô chú anh chị xem clip ưng ý cây thì ủng hộ cho em ha. Rồi em xin chào và hẹn lại cô chú anh chị những clip kế tiếp nữa nha.